vừa rồi em có test chất âm để cho các bác nghe. Thì đây là cái dòng bát 40 leo. Dòng bát 40 leo L các bác nhé. Loa L sản xuất. Thì đây là mẫu bát 40 leo của nó. Nhìn một đôi bát nó rất là chất. Vừa rồi em có test cho các bác nghe chất âm. Em có test một cái bên này. Giá em đang bán là 3 triệu 3 một đôi các bác nhé. 3 triệu 3 một đôi. Mua hàng thì em sẽ chèn số điện thoại trong video. Chi tiết mua hàng gọi trực tiếp cho em. Rồi những video mà hay và ý nghĩa, các bác nhớ like và chia sẻ. Và cho nhà em một lượt đăng ký kênh để ủng hộ nhà em nhé.